Tiếc là để thua cặp đôi Lê Minh Tú và Lương Tuấn Huy của đội Super Trà Hà Nội. Hôm trước Tuấn Anh bắt đầu. Hôm trước thì thằng Tú. Tuấn Anh nhì. Tuấn Anh nhì. Tú Huy nhất. Vẫn còn. Hay quá. Rất hay. Vẫn còn. Rất hay. Rất ngô. Rất quá. Wow.